Kem thân mến, chúng ta đã học xong cái chương đầu tiên là chương ma trận và hệ phương trình tuyến tính. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu chương mới, chương 2 là không gian vector. Các em biết rằng là trong toán học cũng như trong một số cái ngành khoa học khác á, khi muốn nghiên cứu một cái đối tượng nào đó thì thường thường người ta tìm cách mô hình hóa nó để làm gì? Thứ nhất là cái việc mô hình hóa như vậy làm cho cái việc nghiên cứu đối tượng nó dễ dàng hơn. Thứ hai là nếu như các cái đối tượng mà cùng chung trong một cái mô hình thì nó có cùng một số tính chất. Như vậy thì mình nghiên cứu một cái đối tượng nào đó mà nó dễ, nó đơn giản trong cái mô hình đó thì mình sẽ suy ra được những tính chất của các cái đối tượng trong cùng một cái mô hình với nó. Thì trong toán người ta trong từ một cái tập hợp người ta mới trang bị cho nó những cái phép toán. Rồi nếu như phép toán đó thỏa những cái điều kiện gì đó thì người ta đặt tên đó là những cái mô hình này có tên là ví dụ không gian vector, không gian định chuẩn, không gian topo, không gian topo, rồi không gian Euclid được vân vân. Thì hôm nay chúng ta sẽ học một trong những cái mô hình đó, đó là không gian vector. Mời các em theo dõi. Trước hết chúng ta xem xét cái định nghĩa của nó. Cho tập hợp V và một cái trường số k. Cái trường số k ở đây á hoặc là số phức hoặc là trường số thực. Và cũng quy ước ngay từ đầu người ta em nghe. Tức là nếu như mà không nói gì về cái trường số k này thì ta ngầm hiểu rằng là mình đang nói đến cái không gian vector trên trường số thực. Muốn nói trường số phức thì phải nói cụ thể. Còn nếu không nói gì hết thì coi như ngầm hiểu là k là r. Bây giờ trên cái tập hợp V này nè, người ta trang bị cho nó một phép toán cộng. Cộng ở đây là cộng các cái phần tử của V với nhau. Và người ta trang bị thêm một phép toán nhân. Nhân là nhân một số thuộc cái k này nè, cái trường k này nè, với một cái phần tử của V. Và nếu như phép toán cộng, phép toán nhân này nó thỏa được 8 cái điều kiện mà mình sẽ liệt kê sau đây đó thì lúc đó cái tập hợp V với hai phép toán này người ta gọi nó là một không gian vector trên trường số k. 8 cái điều kiện đó là 8 điều kiện nào? Chúng ta có 4 điều kiện đầu tiên là 4 điều kiện liên quan đến phép toán cộng. Phép cộng phải có tính giao hoán, tức là x cộng y thì nó bằng y cộng x. Phép toán cộng nó có tính kết hợp, là tính kết hợp x cộng với y cộng z, y cộng z trước x tác động vào sau, hay là x cộng y trước tác động z vào sau là bằng nhau. Tính nhất thứ ba đó là tồn tại phần tử không thuộc V, sao cho mọi x nhỏ trong V thì x cộng với phần tử không này phải bằng x. Tính thứ tư đó là tồn tại cái phần tử đối của phần tử x, một ký hiệu là trừ x, nó thuộc V để cho trừ x cộng x bằng không. Đây là bốn cái điều kiện của phép toán cộng. Có dễ nhớ không? Thứ nhất là tính giao hoán. Thứ hai là cộng có tính kết hợp. Thứ ba là phải tồn tại phần tử không trong V. Và thứ tư là tồn tại phần tử đối của mỗi phần tử x. Và bốn cái điều kiện tiếp theo đó là bốn điều kiện của phép toán nhân. Một nhân x bằng x, một này là đơn vị trong cái trường K đó. Rồi P nhân với mở ngoặc Q nhân X thì bằng PQ nhân X, kết hợp P với Q. Thứ bảy là P cộng Q nhân X thì bằng PX cộng QX. Và thứ tám là P nhân với mở ngoặc X cộng Y thì bằng PX cộng PY. Thứ nhất, thứ bảy, thứ tám tức là cái tính phân phối giữa phép toán nhân, phép toán cộng. Thì nếu mà cái tập hợp V của mình với hai phép toán cộng và nhân mà thỏa được 8 cái điều kiện này nè thì người ta nói nó là một không gian vector ở trên cái trường K. Để mình hiểu rõ hơn thì mình phải làm một cái ví dụ cụ thể. Ví dụ thứ nhất, cho cái tập hợp RN, nó là tập hợp tất cả những cái phần tử x có dạng là một cái bộ số x1, x2, vân vân, xn, có n thành phần đó.
mà các cái xi á nó thuộc r. Đây là cái tập hợp v đó, v ở đây là rn. Bây giờ hai phép toán này, trên này họ trang bị một phép toán cộng là x cộng y, x và y là hai phần tử thuộc rn, thuộc v đó. Đây là một phần tử thuộc rn, đây là một phần tử thuộc rn này. Thế x cộng y được định nghĩa là cộng, là cộng các cái thành phần tương ứng với nhau, tức là x1 cộng y1, x2 cộng y2, vân vân, xn cộng yn. Và phép toán nhân được định nghĩa như sau: p nhân x, p là một con số thuộc r. Như vậy họ chọn ở đây là cái trường k, ở đây là r. Thì p nhân x tức là lấy một cái số thuộc cái trường k là r đó, nhân với một phần tử trong rn là x. Thì nhân ở đây họ định nghĩa là lấy cái số p đó nhân với tất cả các cái thành phần trong cái phần tử x này, px1, px2, vân vân, pxn. Như vậy là trong cái ví dụ 1, họ định nghĩa cho mình cộng và nhân như thế này. Các em biết là không phải là lúc nào thì phép toán cộng, phép nhân cũng được định nghĩa như vậy. Đây là phép toán cộng, phép nhân cụ thể, được định nghĩa cụ thể trong trường hợp bài này. Thế trong trường hợp bài này định nghĩa như vậy thì em thấy nó giống như một cái kiến thức mình học ở lớp dưới không? Ở lớp 12 thì cái này nó giống như là cộng hai vector và nhân với một vector với một số thực đó. Khi cộng hai vector mình học ở trong cái chương trình lớp 12 với lớp 10 á, thì mình cộng các thành phần tương ứng với nhau. Hoành cộng hoành, tung cộng tung, thành phần thứ nhất cộng thành phần thứ nhất, thành phần thứ hai cộng thành phần thứ hai, thành phần thứ ba thì cộng thành phần thứ ba. Thì ở đây là có n thành phần thứ n thì cộng với lại thành phần thứ n. Còn nhân một số với lại một cái vector thì mình nhân số đó với tất cả các cái thành phần trong vector đó. À, như vậy là cái định nghĩa này là quen thuộc với mình ha. Bây giờ nè, chú ý rằng p thuộc r nghe. Thì người ta khẳng định rằng là cái rn là tập hợp v đó, với hai phép toán cộng và nhân này nè, nó là một không gian vector trên r. Thế bây giờ mình muốn chứng minh cái khẳng định này thì mình phải làm sao? Phải kiểm tra xem thử là phép toán cộng này nè với phép toán nhân á, nó thỏa 8 cái tiền đề mà chúng ta mới liệt kê, gồm có 4 cái tiền đề của 4 cái điều kiện của phép toán cộng và 4 cái điều kiện của phép toán nhân. Đây là 4 điều kiện của phép toán cộng. Cộng có tính giao hoán, cộng có tính kết hợp, tồn tại phần tử không trong V, tồn tại phần tử đối. À, chúng ta kiểm tra thử. X và Y, đây là hai phần tử trong RN. Bây giờ chúng ta thử kiểm tra những tính chất này. Ví dụ như là chúng ta kiểm tra tính chất đầu tiên, lấy x cộng y, chứng minh xem có đúng là bằng y cộng x không. Thế x cộng y theo cái định nghĩa toán cộng vừa rồi là mình cộng các thành phần tương ứng với nhau. Lấy x1 cộng y1, thành phần thứ nhất, x2 cộng y2, vân vân, xn cộng yn. Em nhớ rằng là x cộng y ở đây nè, thì x và y là trong rn nghe chưa nè. Cho nên là x cộng y này chưa chắc bằng y cộng x, bởi vì mình đang chứng minh mà. Cái này là trong rn, nó chưa chắc là có tính giao hoán, mình đang chứng minh cái gì, cái kiểm tra cái điều đó. Nhưng ở đây nè, x1, y1 là các số thuộc r, xn, yn là các số thuộc r. Cho nên là hai số trong r thì x1 cộng y1 thì giống y1 cộng x1 mà thôi. Xn cộng yn cũng giống yn cộng xn. Cho nên chúng ta có tính giao hoán. Thay vì viết x1 cộng y1 thì mình viết y1 cộng x1 cũng được. Thay vì viết xn cộng yn thì ta viết yn cộng xn cũng đúng. Nhưng khi viết như vậy thì có phải là nó chính là y cộng x không? Tại vì y cộng x ta lấy y1 cộng x1, ta y2 cộng x2, lấy yn cộng xn. À, như vậy là chúng ta vừa chứng minh được x cộng y bằng y cộng x, tức là điều kiện thứ nhất được thỏa mãn. Điều kiện thứ hai thì làm tương tự thôi. Ví dụ như chúng ta kiểm tra cái điều kiện thứ ba, tức là tồn tại cái phần tử không. Với chỉ cho họ cái phần tử không trong V đó mà thỏa yêu cầu rằng là mọi x thuộc V cộng với nó bằng x đó, là phần tử nào? Thì ở đây chúng ta thấy là phần tử không đó là 0, 0, 0, n thành phần. Mỗi thành phần là một số 0, số 0 trong R. Thì nếu mình chọn 0 như vậy thì rõ ràng mình lấy x mình cộng với 0 có bằng x không? X đây nè, cộng với 0 thì em lấy x1 cộng với 0. Theo định nghĩa phép toán cộng mà người ta đặt ra cho mình á thì x1 cộng 0 là x1.
lấy x2 cộng với 0 là x2, lấy xn cộng với 0 là xn. Cho nên rất dễ thấy rằng là x cộng phần tử 0 này nè, đó chính là x. Đó, có nghĩa là cái điều kiện thứ ba này được thỏa mãn. Ta cũng dễ thấy rằng là lấy một cái phần tử x trong V thì phần tử đối của nó đó, mình chọn là trừ x1, trừ x2, trừ xn. Thì khi em lấy x mà em cộng với trừ x thì đúng là ra phần tử 0 này nè. Tại vì lấy x1 cộng với trừ x1 thì ra 0. Lấy x2 cộng với trừ x2 thì được số 0. Tương tự xn cộng trừ xn cũng được số 0. Có nghĩa là x cộng với trừ x nó bằng phần tử 0. Đó. Như vậy là chúng ta vừa kiểm tra một cái số điều kiện của phép toán cộng thấy thỏa mãn. Ta thử kiểm tra một số điều kiện phép toán nhân. Đây là 4 điều kiện phép toán nhân. Do cái thời lượng nó ít cho nên có lẽ là mình kiểm tra một vài tính chất thôi. Ví dụ như là kiểm tra cái tính chất số 6 đi. Thì đây nè, người ta định nghĩa là P nhân X nè, lấy P nhân với các cái thành phần trong X nè, PX1, PX2, PXN. Tôi thử kiểm tra cái tính chất số 6 có thỏa không nghe. P nhân QX phải chứng minh nó bằng là P nhân Q tất cả nhân X. Thế P nhân QX trước tiên bằng cái gì? P để nguyên này. Q nhân X tức là lấy Q nhân với các thành phần của X, tức là QX1 vân vân, QX2, QXN. Rồi. Sau đó thì đây là một cái vector ở trong cái, đây là một cái phần tử ở trong cái RN. Mình nhân P vào đây thì theo định nghĩa phép toán nhân mà họ nêu ra đó, thì mình nhân cái P này cho tất cả các thành phần của cái phần tử này, tức là lấy P nhân QX1 này, lấy PQX2 vân vân, PQXN nè. Nhưng mà cái này thì rõ ràng nó cũng bằng là P nhân Q nhân với lại X1 vân vân XN. Tại vì em tác động cái PQ này nhân vô đây thì em được là PQX1 trở lại đây nè, PQXN là đây. Như vậy rõ ràng chúng ta có là P nhân QX thì bằng PQ tất cả nhân X. À, như vậy là tính chất 6 được thỏa mãn. À, vậy thì mình có quyền kết luận rằng tập hợp RN với phép toán cộng và toán nhân mà vừa nêu nó là một cái không gian vector. Trước khi qua ví dụ 2 thì xin nhắc các em rằng là chúng ta vừa chứng minh được cái RN với phép toán cộng và phép toán nhân mà được định nghĩa như hồi nãy đó, nó là một không gian vector. Và sau này á, mình quy ước rằng là nếu nói cho một không gian vector RN thì chúng ta ngầm hiểu là trong cái không gian RN đó, phép toán cộng được định nghĩa là cộng các cái thành phần tương ứng với nhau. X1 thì cộng với Y1, X2 thì cộng Y2, Xn thì cộng Yn. Và phép nhân trên không gian vector RN này thì khi nhân một số ở trên cái trường K với phần tử X thì nhân cái số đó với tất cả các thành phần của cái phần tử X trong RN. Người ta sẽ không nhắc lại, mình phải ngầm hiểu chuyện đó. Ví dụ 2, cho CN là tập hợp tất cả những cái phần tử X, mà X ở đây là một cái bộ gồm có n thành phần là X1, X2, vân vân, Xn. Nó giống như RN vừa rồi, nhưng cái X1, X2, Xn, các cái XY này nè, không thuộc R mà thuộc C. Thì họ ký hiệu đây là tập hợp CN. Trên này họ cũng trang bị hai phép toán là cộng và nhân. Em thấy là phép toán cộng, phép toán nhân mà được định nghĩa ở trên CN trong ví dụ 2 này, nó giống như là phép toán cộng, phép toán nhân trong cái RN ở ví dụ 1. Tức là cộng thì cộng các thành phần tương ứng với nhau, X1 cộng Y1, X2 cộng Y2, Xn cộng Yn. Nhân thì nhân với các thành phần. P nhân X thì là PX1, PX2, PXN. Đó. Thế thì cái P ở đây, người ta chưa nói gì hết, họ mới nói CN thôi. Thì nếu P thuộc R, cái số P này là R, tức là K, cái trường K bây giờ là R đó, thì mình dễ dàng chứng minh được, mình dễ dàng kiểm tra lại đó, 8 cái điều kiện của phép toán cộng, phép toán nhân đó, mình thấy nó được thỏa mãn. Và khi đó mình nói rằng là CN này nó là không gian vector trên cái trường số thực, mà ký hiệu là CN mở ngoặc R. Và nếu cái P này mà họ lấy là số phức thì mình cũng chứng minh được cái CN với hai cái toán cộng nhân được định nghĩa như thế này
Còn P thì thuộc C đó, thì nó cũng sẽ là một không gian vector, tức là thỏa mãn 8 cái điều kiện mà ta vừa liệt kê ở trong định nghĩa đó, cho nên nó là một không gian vector trên C. Đây là những không gian vector rất là căn bản, rất là thường gặp. Mình phải nhớ nhớ không gian vector RN, nhớ không gian vector CN trên cái trường số thực R và trên cái trường số phức C. Và nhớ là nhớ luôn cả cái phép toán cộng, phép toán nhân được định nghĩa mà mình phải ngâm hiểu ở trong hai cái không gian vector, trong ba không gian vector này. Ví dụ thứ ba, đặt MNR là tập hợp tất cả các ma trận vuông cấp N mà các cái phần tử của nó thuộc R. Các ma trận vuông, nhưng mà các cái phần tử của ma trận vuông này là thuộc R. Thế trên này người ta định nghĩa phép toán cộng, phép toán nhân. Hai phép toán cộng và nhân định nghĩa trong ví dụ 3 trên cái tập hợp các ma trận vuông này, họ định nghĩa như vậy, tức là họ định nghĩa giống như là phép toán cộng các ma trận, phép toán nhân một số với một ma trận mà chúng ta học ở chương số 1. Và dễ dàng kiểm tra lại rằng là cái tập hợp này, cái V ở đây á, là MNR đó, với hai phép toán cộng và nhân này, nó thỏa được các cái điều kiện của một không gian vector, nó là một không gian vector trên R. Có thể chỉ cho em thấy rõ hơn một tí xíu á, trong 8 cái điều kiện đó thì thường thường người ta hay kiểm tra là cái mà khó nhìn nhất á, là tìm ra cái phần tử không với phần tử đối. Thì ở đây tôi có thể chỉ cho em là cái phần tử không mà trong cái MNR này chính là ma trận không, chính là ma trận không chứ không có gì hết. Còn ví dụ như là muốn tìm cái phần tử đối của cái phần tử A thì mình chọn là phần tử là trừ A, tức là ma trận đối của ma trận A đó. Thì em dễ dàng kiểm tra nó thỏa được các cái điều kiện của một không gian vector. Cho nên đây là một không gian vector trên R. Ví dụ thứ tư, cho V là tập hợp những cái phần tử x, có hai thành phần x1, x2 thuộc R. Với phép toán cộng và phép toán nhân được định nghĩa như sau. Ta nhìn phép toán cộng này nè. X1, x2 cộng y1, y2. À, nó khác với lại trong cái ví dụ 1 là x1 thì cộng với y1, x2 cộng y2. Ở đây thì là x1 cộng y2, còn x2 thì cộng y1. À, nó ngược nha. Còn phép toán nhân thì nó giống như là trong ví dụ 1. P tác động vào x1, x2 thì ra p(x1, p(x2) nhân số p này vào các cái thành phần của x. Câu hỏi là chứng minh V với hai phép toán cộng nhân không phải là một không gian vector trên R. Thế bây giờ muốn chứng minh rằng là V với hai phép toán cộng nhân vừa được đặt ra đó không phải là một không gian vector thì ta cần phải chứng minh rằng là nó không thỏa ít nhất là một trong 8 cái điều kiện mà họ liệt kê. Thế thì mình nhìn kỹ hơn một tí xíu, mình thấy rằng là phép toán nhân ở đây á, được định nghĩa giống như trong RN, mà cụ thể N là 2 đó, trong R2 đó. Cho nên là phép toán nhân này là nó thỏa mãn bốn cái điều kiện phép toán nhân rồi. Vậy thì có chăng mà không thỏa được cái điều kiện của không gian vector thì nó là không thỏa cái điều kiện của phép toán cộng. Chúng ta xét thử cái điều kiện đầu tiên của phép toán cộng, đó là x cộng y bằng y cộng x, tính giao hoán đó. Ở đây mình thấy rõ ràng là nó không giống ha, trong R2 không lấy thành phần tương ứng cộng lại, nó hơi bị ngược, lấy thành phần thứ nhất thì cộng thành phần thứ hai cộng thành phần thứ nhất. Do đó mình nghĩ là nên kiểm tra cái điều kiện thứ nhất là tính giao hoán. Mình nghi rằng là cái điều kiện này nó không được thỏa mãn. Mà khi muốn chứng minh rằng nó không thỏa mãn thì không phải là em chứng minh tổng quát mà em phải lấy cụ thể x là nhiêu, y là nhiêu. Thì ở đây nè, ta chọn x là 0,1, y là 2,5, lấy hai cái x y như thế này. Ta kiểm tra xem là x cộng y với y cộng x nó có bằng nhau hay không. Thế x cộng y tức là mình lấy 0,1 mà mình cộng với 2,5. Thế theo định nghĩa phép cộng trên này nè, thì khi cộng như vậy đó thì ta lấy phần phần tử đầu tiên của cái tổng này, thì phải lấy cái thành phần thứ nhất
của x cộng với thành phần thứ hai của y, tức là lấy cái gì nè? Lấy 0 cộng 5. Còn thành phần thứ hai này thì lấy thành phần thứ hai trong x mà cộng với thành phần thứ nhất trong y, tức là lấy 1 cộng 2. Thì đến đây rồi thì cộng này là cộng trên R rồi, cho nên không có gì khó khăn cả. 0 cộng 5 thì ra 5 mà 1 cộng 2 thì ra 3. Chúng ta xét thử cái y cộng x. Đó. Y cộng x. Thế y cộng x thì sao nè? Thì chúng ta sẽ lấy 2 5. Ta đem ta cộng với 0 1. Nó bằng nè. Thì theo định nghĩa ở trên đó, thì lấy thành phần thứ nhất trong y cộng với thành phần thứ hai trong x để ra thành phần đầu tiên của tổng này, tức là lấy 2 cộng với 1. Thành phần này là lấy 5 cộng 0. Như vậy ta được là 3 5. Thế x cộng y thì bằng 5 3, còn y cộng x thì đây là 3 5 khác nhau. Như vậy rõ ràng là cái điều kiện thứ nhất này nó không được thỏa mãn. Vậy thì ta kết luận rằng là V với phép toán cộng nhân được định nghĩa ở trên rõ ràng nó không phải là một không gian vector trên R. Ba ví dụ trên là ba cái ví dụ mà chứng minh rằng là không gian vector, còn đây là không phải không gian vector. Ví dụ 5, cho V giống V hồi nãy ha, với hai phép toán cộng và nhân như thế này. Thì em thấy nè, trong ví dụ 5 này thì phép toán cộng thì nó gần giống như cộng trong không gian vector R2, tức là cộng các thành phần tương ứng, x1 thì cộng y1, x2 thì cộng y2, nhưng mà nhân thì nó không giống. Nhân á, mà trong R2 á, thì mình nhân số P này nè với các cái thành phần, tức là P nhân x1, P nhân x2. Nhưng ở đây là chỉ có P nhân x1 thôi, còn x2 thì không có được nhân với P. P ở đây là lấy thuộc R. Để yêu cầu là chứng minh rằng là cái V này với hai phép toán cộng và nhân vừa được nêu không phải là một không gian vector trên R. Thế chúng ta thấy rằng là nó ngược lại cái ví dụ 4, là phép toán cộng á, thì nó giống trên RN. Như vậy thì phép cộng này nó thỏa được bốn cái điều kiện của không gian vector, nhưng mà phép toán nhân thì nó không giống, cho nên mình nghi rằng là nếu mà không phải không gian vector là nó vi phạm cái điều kiện của phép toán nhân chứ không phải là toán cộng. Chúng ta thử kiểm tra cái điều đó. Đây là điều kiện của phép toán nhân, bốn điều kiện phép toán nhân. Nếu mà lấy điều kiện thứ năm ra thử thì 1 nhân x đó, thì đây là p là 1 này, thì 1 là p thì nhân vô thì ta được cái này là 1 nhân x1 x2 thì nó cũng ra x1 x2. Như vậy dễ thấy là điều kiện số 5 là 1 nhân x bằng x là đúng rồi đó. Cho nên là muốn chứng minh không phải thì mình thử qua cái điều kiện số 6. Đây là định nghĩa phép toán cộng toán nhân vừa được liệt kê đó. Bây giờ mình xét thử cái điều kiện, đây xét điều kiện số 7. Thì mình cứ lần lượt xét thử coi điều kiện số 6 có được thỏa không, thì không thì mình qua điều kiện số 7. Điều kiện số 7 là P cộng Q x, nó có bằng Px cộng với Qx hay không? Thì như nói hồi nãy là em mà muốn chứng minh là nó không tồn tại, không thỏa mãn cái điều kiện nào đó thì em phải lấy cụ thể x là nhiêu, p là nhiêu, q là nhiêu, chứ không phải là làm tổng quát. Em nhớ khi nào mà mình muốn chứng minh nó không đúng là phải cho phản ví dụ, mà phản ví dụ là phải lấy cụ thể. Ở đây lấy x là 1, 2, lấy p bằng 3 và q bằng 4. Chúng ta thử cái P cộng Q nhân X thử ha. P cộng Q nhân X bằng cái gì nè? Thì P là 3, Q là 4. Như vậy là P cộng Q nhân X tức là 3 cộng 4 nhân X. Thì cộng này là cộng trong R, cho nên dễ thấy là bằng 7 nhân X. Mà theo cái định nghĩa của họ đó, lấy một số mà nhân với một cái phần tử trong cái tập hợp V của họ, thì lấy P này nhân với thành phần thứ nhất thôi. Thành phần thứ hai là không được nhân cái đó. Như vậy thì 7 nhân x ở đây tức là 7 nhân với 1, 2 đó, thì lấy 7 nhân 1 thôi, không lấy 7 nhân 2. Như vậy chỗ này ta được là 7, 2. Bây giờ ta mới tính px rồi tính qx, xong cộng lại thử xem là hai vế có bằng nhau hay không.
ta tính px, p mình chọn cụ thể là 3 nè, cho nên p nhân x tức là 3 nhân với 12, x là 12 nhân một số với lại một cái phần tử trên v đó, theo định nghĩa của họ là chỉ lấy số này nhân với thành phần đầu tiên thôi. Như vậy ta được là 3, 2. Còn qx thì sao? Q là 4, 4 nhân x tức là 4 nhân với 1, 2. Mà nhân là nhân với số thành phần đầu tiên, như vậy chúng ta có là 4, 2. Thế bây giờ mình lấy px cộng qx nè, với bên phải mình lấy px cộng qx. Thì px cộng qx tức là mình lấy cái 3, 2 này nè. Đó, mình cộng với 4, 2 ở dưới này. Đó, cộng 4, 2. Thì cộng ở đây mình phải nhìn lại cái tổng cộng của họ. Họ nói cộng thì cộng như thế nào? Thì lấy các thành phần tương ứng cộng với nhau, lấy x1 cộng y1, lấy x2 cộng y2. Thì ở đây em lấy gì nè? Lấy 3 cộng 4 phải không nè? Và lấy 2 cộng 2. Như vậy em được là 74. Thì ở dưới này này, mình có là px cộng qx thì ra là 74. Mà p cộng q tất cả nhân x thì ra 72. Nó khác nhau. Như vậy là điều kiện số 7 này nó không được thỏa, không được thỏa mãn. Như vậy là mình đã chứng minh xong rằng khi tập hợp V với hai phép toán mà người ta nêu không phải là một không gian vectơ. Chúng ta qua một cái khái niệm mới là tổ hợp tuyến tính. Người ta định nghĩa như thế này: trên không gian vectơ V với trường là trường K, Y là tổ hợp tuyến tính của các vector x1, x2, vân vân, xn. Y và các xi này là thuộc V đó. Thì Y là tổ hợp tuyến tính của các vector này khi mà tồn tại n con số thuộc K là T1, T2, vân vân, TN sao cho Y bằng T1, x1, cộng T2, x2, cộng vân vân, cộng TN, xn. Để cho các em hiểu cái định nghĩa thì chúng ta thử xét cái ví dụ sau đây này. Ví dụ rằng là trong không gian vector R3 cho 3 vector này. Câu hỏi là tìm M để Y là tổ hợp tuyến tính của U và V. Thế trước khi mà các em giải bài này thì tôi xin nhắc lại rằng là người ta nói rằng là trong không gian vector R3, các em thấy không? Người ta không nói phép toán cộng là gì, phép toán nhân là gì cả. Chúng ta phải ngầm hiểu phép toán cộng, phép toán nhân đã được định nghĩa rồi trong R3. Đó là nếu cộng thì cộng các thành phần tương ứng với nhau. Còn nếu nhân thì em lấy con số đó đó, trong trường K đó, em nhân với tất cả mọi cái thành phần trong cái phần tử x. P nhân x thì là P nhân x1, P nhân x2, P nhân xn. Đó, các em thấy không ạ? Cái đề bài người ta đâu có lặp lại đâu. Bây giờ ta hãy chứng tìm M trong cái Y nó có tham số M. Tìm M để Y là tổ hợp tuyến tính của UV. Tức là phải làm sao mà chỉ ra được có hai con số nào đó mà ta có Y thì bằng K lần K1 lần số này cộng K2 lần số kia. Đây, Y, UV. Muốn Y là tổ hợp tuyến tính của U với V thì ta phải chỉ ra được rằng có cái T1 và T2 trên R sao cho Y này nè, nó bằng T1U cộng T2V. Thế Y viết lại nè, T1U, U viết lại đây, cộng T2V, V viết lại là 211 đây. Ta lấy T1 nhân với U, thì như vừa nhắc là mình lấy T1 nhân với tất cả các cái thành phần của U, tức là được T1 này, nhân 1 là T1 này. T1 nhân 1 là T1, T1 nhân 0 là 0. Cộng với lấy T2 nhân với tất cả các thành phần của V ta được này, 2T2. Đây, T2, T2. Rồi bây giờ đến cộng lại thì hồi nãy mình nói cộng là sao nè? Là cộng các cái thành phần tương ứng. Như vậy là mình có thành phần đầu tiên á, là T1 cộng với 2T2. Chỗ này là T1 cộng 2T2. Thành phần thứ hai thì lấy thành phần thứ hai ở đây cộng thành phần thứ hai ở đây. Ta có T1 cộng T2 và thành phần thứ ba là 0 cộng T2 tức là T2 đó. Rồi hai cái này nó bằng nhau cho nên các cái thành phần tương ứng nó bằng nhau, cho ta một cái hệ phương trình sau đây. Vậy là mình có T1 cộng 2T2 thì bằng 1,
Rồi, thành phần thứ hai là T1 cộng T2 thì bằng M, bằng thành phần thứ hai của này. Thành phần thứ ba bằng nhau. Như vậy là T2 thì bằng T1. Bây giờ ta giải hệ này ra. T2 là 1. Em cầm T2 là 1, em thấy lên trên. Thì chỗ này là số 2. Và ta chuyển vế. Ta dễ thấy là T1 là trừ 1. Cầm giá trị T1 là trừ 1 và T2 là 1. Em thế vào phương trình số 2. Có phải là mình được em bằng 0 không? Đó. Như vậy là mình có quyền kết luận rằng vậy Y là tổ hợp tuyến tính của UV khi mà em bằng 0. Đó. Cái ví dụ này làm cho mình hiểu hơn về cái định nghĩa tổ hợp tuyến tính. Y là tổ hợp tuyến tính của U và V khi Y nó được diễn tả là T1U cộng T2V. Nếu mà không tồn tại cái T1 và T2 thỏa cái điều này thì Y không phải là tổ hợp tuyến tính của U và V. Chúng ta có các tính chất sau đây. Tính chất thứ nhất là phần tử không trong V đó là tổ hợp tuyến tính của mọi hệ vector. À, tại sao như vậy? Là tại vì không á, em muốn nói không là tổ hợp tuyến tính của một cái hệ vector UV V gì đó thì em phải diễn tả Y bằng T1 lần vector này cộng T2 vector kia cộng T3 vector nọ. À. Thế rõ ràng là ví dụ như mình có ba cái vector trong hệ là U, V và V kép đi thì có phải là cái phần tử không bao giờ cũng được diễn tả là không nhân U cộng không nhân V cộng không nhân với lại V kép không? Là tại vì sao? Trong cái không gian vector thì ta biết rồi, không mà nhân với U thì ra phần tử không. Không nhân V phần tử không, không nhân V kép là phần tử không. Phần tử không cộng phần tử không cộng phần tử không thì chính là phần tử không. Tính chất thứ hai, nếu Y là tổ hợp tuyến tính của U và V thì Y nó cũng sẽ là tổ hợp tuyến tính của U, V, V kép. Tức là nếu mà mình có một cái vector Y nào đó trong V, nó là tổ hợp tuyến tính của một cái hệ vector thì nó sẽ là tổ hợp tuyến tính của một cái hệ vector mà mới mà em bổ sung thêm vào cái hệ cũ thêm những vector khác nữa. Tại sao mà có cái điều này? Thì em thấy nè, nếu Y là tổ hợp tuyến tính của U với V thì lúc đó đó mình có Y nó bằng TU cộng KV. Tức là lúc đó mình sẽ tìm ra được hai con số TK thuộc cái trường số K mà Y được diễn tả là TU cộng KV. Nhưng mà nếu Y là TU cộng KV thì có thể diễn tả Y qua U và V với lại V kép như sau. Y là TU cộng KV, mình cộng với không V kép đi. Thì tại vì không V kép là phần tử không. Thì phần tử không mình cộng với TU cộng KV thì nó cũng ra TU cộng KV. À, như vậy thì rõ ràng là nếu Y là tổ hợp tuyến tính của UV thì nó cũng sẽ là tổ hợp tuyến tính của UV V kép. Hiển nhiên là nếu em thêm vào vector bao vô nữa, ví dụ như em thêm vào vector Z, vector gì đó thì em cộng với không Z, vân vân. Như vậy thì đối với cái tổ hợp tuyến tính thì em cần phải nắm thứ nhất là cái định nghĩa Y là tổ hợp tuyến tính khi mà tồn tại những cái con số K1, K2, KN thuộc cái trường K để diễn tả qua được Y là bằng K1 vector x 1 cộng K2 vector x 2 cộng K vân vân cộng KN xn. Và hiển nhiên là mình cũng phải hiểu một cái điều ngược lại rằng là nếu muốn nói rằng Y không phải là tổ hợp tuyến tính của các vector của các cái phần tử x1, x2, xn trong không gian vector V thì mình chứng minh rằng là không tồn tại một cái bộ số K1, K2, KN để Y được diễn tả là Y bằng K1, x1, K2, x2, vân vân, KN, xn là định nghĩa. Và em cũng phải nhớ cái tính chất. Cái tính chất này nó quan trọng là bởi vì vậy nè. Sau này á, khi mình học qua cái phần là phụ thuộc tuyến tính,
độc lập tuyến tính, thì nếu mà có một cái vector trong hệ nó là tổ hợp tuyến tính của các vector khác thì cái hệ đó là hệ phụ thuộc tuyến tính. Cho nên mình phải hiểu là tổ hợp tuyến tính là gì. Thì nó có cái tính chất là nếu trong cái hệ đó mà nó có phần tử không, thì do cái phần tử không này nè, nó là tổ hợp tuyến tính của mọi hệ vector. Cho nên là nếu mà hệ nào mà có chứa số 0 thì nó sẽ phụ thuộc tuyến tính. Cho nên phải nhớ cái tính chất này. Chúng ta qua cái vấn đề khác, đó là độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính. Ta xét cái định nghĩa. Cho không gian vector V trên trường K, các vector x1, x2, vân vân, xn được gọi là độc lập tuyến tính nếu như nó thỏa điều kiện sau đây: t1 x1 cộng t2 x2 cộng vân vân cộng tn xn bằng phần tử không. Xin lưu ý lại là các cái t1 t2 vân vân tn là lấy trên cái trường K, còn cái x1 x2 vân vân xn là lấy trong không gian vector V. Thế thì nếu như mình có cái đẳng thức này nè, thì mình phải suy ra rằng là các cái ti đó nó đều bằng không. T1, T2, TN đều bằng 0. Một cái hệ vector mà thỏa mãn cái điều như thế này thì người ta gọi hệ này là hệ độc lập tuyến tính. Còn nếu nó không thỏa được cái điều này thì người ta nói nó phụ thuộc tuyến tính. Một cái hệ mà không độc lập tuyến tính thì gọi là phụ thuộc tuyến tính. Nói cụ thể hơn tức là sao? Tức là khi em có T1 X1 cộng T2 X2 cộng vân vân cộng TN XN bằng phần tử không trong V, nhưng mà em suy ra là có ít nhất một cái TI nó khác không, chứ không phải tất cả mọi cái TI T1, T2, TN đều bằng không, thì hệ đó là hệ phụ thuộc tuyến tính. Ví dụ như trong không gian vector M2R, em có nhớ M2R không? Đây là không gian các cái ma trận vuông cấp 2 mà các phần tử lấy ở trên số thực. Xét sự độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính của các vector sau đây: A, B. Bây giờ muốn biết rằng là A, B, cái hệ này độc lập tuyến tính hay phụ thuộc tuyến tính, ta làm sao? Ta lấy TA cộng KB bằng phần tử 0 ở trên R, trên M2R. Nếu như từ đẳng thức này mà ta suy ra được T bằng K bằng 0 thì hệ hai cái ma trận này, tức là có thể coi là hai vector đó, trong hai vector đó là hệ độc lập tuyến tính. Còn nếu mà có ít nhất một cái TI, một cái T và cái K khác không, thì hệ này là phụ thuộc tuyến tính. Thế ở đây ta đụng đến chuyện là nhân một số với một ma trận, thì lúc lấy T mà nhân với A thì nhân với tất cả các phần tử của A, cộng với KB thì nhân một số với một ma trận thì nhân số với tất cả các phần tử của ma trận. Như vậy ta được chỗ này là K nè, nhân một là K nè, K nhân 0 chỗ này là số 0 nè, 2K đúng không, 3K đó. Rồi cộng thì cộng các cộng hai ma trận với nhau thì mình cộng các cái phần tử tương ứng với nhau, cho nên ta được như thế này. Bên tay trái nè, mình được là 0 cộng K là K nè, T cộng 0 là T nè. Đây là 2T cộng 2K là vị trí này nè, T cộng 3K là vị trí này nè. Nó bằng phần tử 0 trong cái không gian vector này, tức là ma trận 0 đã giới thiệu ở đầu giờ. Và ta biết rằng hai ma trận bằng nhau thì các phần tử tương ứng bằng nhau. Như vậy em phải có K bằng 0 đúng không, T cũng bằng 0. Mà nếu K bằng 0, T bằng 0, thỏa mãn cái dòng trên rồi, thì thế xuống dưới thì mình có chỗ này là số 0, chỗ này là số 0, thỏa mãn dòng thứ hai luôn. Như vậy từ đây ta thấy rõ ràng là T bằng K bằng 0. Như vậy thì cái hệ hai vector này là độc lập tuyến tính. Các em thân mến, như vậy trong tiết học này tôi đã giới thiệu với các em định nghĩa không gian vector, định nghĩa tổ hợp tuyến tính, và có nói sơ qua cái định nghĩa một cái hệ độc lập tuyến tính và phụ thuộc tuyến tính. Trong tiết học sau chúng ta sẽ tiếp tục bài học này. Các em cần phải xem lại cho nhớ những cái định nghĩa và những cái tính chất mà đã được giới thiệu, để phần phía sau chúng ta học được
tốt hơn. Thân ái chào các em.